Dẹp. Cá bự bự luôn anh. Có cá hết rồi nha. Rồi đây nè. Hết biết cá. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Mẹ Non nha. Xin chào cả nhà. Ở đây ngày hôm qua mình tát mương được mấy cá rồi cả nhà. Rồi bữa nay mình rủ cọc chèo lên nấu cháo à. Cho cô chú chị xem nè. Mấy con? Sáu con, sáu mấy con nữa không? Trời ơi, con cá bự hơn bữa. Con cá này quá trời, cá này mà nấu lèo ha. Anh thấy cái lọ cá lóc này ngộ lắm nha. Cưng mà đậy rồi là nó im ghe. Nhưng mà dở ra thì nó nhảy. Ở vậy ngộ cái lóc ngộ lắm. Đậy thì nó im phải không? Miễn dở nắp ra là nó muốn nhảy không đó. Nhưng mà có người nữa, người rộng. Người rộng nữa. Rộng mà cái mỏ nó làm cái gì nó lỗ nên nó nhảy á. Hương cũng vậy á, Hương gặp cá là sáng còn có cá với thao à, còn nước. Còn mập rộng là nó ngủ sáng đêm. Nó không thích. Cho chè mấy ấp đem dưới thả nè, chưa đúng không? Để hồi nó dưới thả. Để nó hồi dưới thả. Hôm nay thì cũng mưa nguyên ngày của chú anh chị, mưa dầm. Quá trời mưa rồi. Dự định là lên lúc 4 giờ rưỡi rồi mà bây giờ là gần 6, hơn 6 giờ rồi. Chịu hết nổi rồi đi ra, ngày nay mua tính ra dán có cả 5 tiếng đồng hồ. Mưa qua mà đám nắp lớn nha. Nắp lớn luôn. Đợi qua hết tạm thôi mà áo mưa đi đại quay clip cả nhà. Cứ đợi mọi lúc đi luôn. Không biết làm cái món gì mà giờ ngày nào vừa rồi ta. Cái món này là ngoài luồng. Món này hồi Út Liễu đổ câu câu. Bởi vì mới đổ câu câu rằng đẩy khách. Mốt hả? Mai mới giống họ à. Vậy là mai mới giống họ vậy. Bên này mình đổ ra câu câu rồi có con cô bác lại với mấy đứa em rồi mấy cháu rồi lại đó. Để cho ăn. Cũng thông báo với cô chú anh chị thì ngày mai thì nhà Út Liễu là có đám giỗ nhưng mà chỉ mới giống họ thôi. Nam cũng sẽ quay một clip giống họ với lại nữa một clip là mình ông bà gia tiên là thành hai clip. Đây là mình quậy rau câu nha cả nhà. Rau câu này thì mình ngâm được 4 tiếng rồi. Mình ngâm trước khi mình quậy á, mình quậy nó sẽ mau tan hơn. Mình đổ nó ngon hơn. Út đổ rau câu dừa không? Không, rau câu này út đổ rau câu giòn. Dạ. Út đổ sơn thủy, cà phê sữa với xì tim. Dạ. Hai màu. Cái phần nạo này là nạo mà làm biến mà nạo cho lát bự á, nặng mau rồi cũng không được. Không được nó quá nhuyễn bây giờ nạo cũng không được đó nè. Nạo dữ lâu chưa? Nạo nó nhuyễn nhừ luôn. Nạo đó bà cắm kê á. Chứ nhầm khi làm biến nạo kê mình vậy nè. Đẩy mạnh cái nó đi lớp bự bự lên cho mau rồi á. Còn cái này làm biến cũng không được nè. Cái này sự bắt buộc luôn rồi nè. Không thể nào nạo mà to được á. Làm xiên đi. Ủa nhưng mà mình chưa có giới thiệu là bữa nay mình nấu cái gì. Bữa nay ngày qua Út nó tát được mấy cá đó rồi. Chiều nay mưa quá trời luôn rồi. Rủ cọc chèo lên nấu cháo. Nấu cháo ăn đi. Nay mưa mà mình ăn cháo cá, mình ăn ban đêm nữa. Mình ăn sảy của chú anh chị. Nhưng mà bữa nay nói trước nha. Là bữa nay anh chắc không ăn gà. Không ăn gà phải không? Ăn cá không, bây giờ cá nhiều hơn gà. Chứ bữa nay anh chắc ăn gà ít à. Ít rồi. Con tử anh giờ làm như nó cũng hơi si. Khi mà bà giá chiều mà tối thì chiều ăn gà quá cũng không tốt. Chi biết gì sao? Nghe nói nhà cầu chèo ngày mốt thì tới vô đám giỗ á, đâu có dám ăn rau nhiều để dành cái bao tử thành cái chất lượng. Không uống được mấy lon. Quá tính nè. Quá tính luôn cái được mấy lon. Khi mình ăn rau thì khi cái bao tử mình nó yếu tới đó nó bị đau tử cái nè. Có nghe nói có bạn hút sung mà. Nó có bạn hút sung mà.
chung, nhưng mà mình phải cũng phải thủ cho bà tử mình cái chất lượng chứ. Nói ra nhậu những này cái tay vẫn chơi còn chè này mạnh dữ lắm, nó chơi cái nhà chứ mập với uống bia chừng bữa nào vui á chắc cỡ 2 lon 3 lon chứ không được nhiều nữa, tại nói thì vui chơi thôi chứ uống không được nhiều, chèo chắc uống chắc được 5 lon bữa nào là dữ lắm mới 5 lon nha. Rau đắng này bữa nay Út mua hả? Bữa nay rau đắng nhiều như là má. Còn hồi nãy này là mật ổng hái ở dưới trời lên rau cua bữa nay rau thì có rau cà chua, rau má, rau đắng với giá rất nằm. Hôm nay bà ngoại và Nam cũng tính lên chơi mà mưa quá trời luôn rồi không có lên được. Yeah. Ngoài nhà đi mưa sợ đi chơi chạm tôi chút cũng muốn lên lắm mà. Tính ra kia trung thoa. Nãy tính đi rồi, con kêu ở nhà đi. Mưa đi chơi. Tính ra trung thoa nó quay dưới mình hồi đó giờ bên Hương Cù Lao là có cả năm mấy nha kìa. Thấy không? Quay hồi lúc 5-6 tháng đầu. Quay hồi đó là cái vườn xài mình mới cắt chòi. Kinh thoa này là hồi trước có quay với Hương Cù Lao lúc mà mới làm kênh đó cô chú anh chị, làm chắc quay cũng được hơn chục clip có quay lúc mà nhóm cũng đang thành lập kênh, mà lúc mà chỉ thị 16 á, lúc đó cũng không ra đường được đó, rồi nhóm mở kênh đó rồi rủ cháu của vườn Út vô làm đóng cũng cả chục clip à, rồi Kim Tho qua dịch hết dịch rồi Kim Tho đi làm cái mớ cá hồi nãy nhóm cũng làm đó nha, rửa sạch để cáo rồi giờ mình sẽ để vô cháo nha. Cháo lóc đồng thì trứng trứng quá trời nhẹ em ơi. Thêm nước sôi đúng không hiểu? Lấy cái bình thủy ra bắt cho miếng đi. Nãy giờ nước sôi nó cần. Ở đây thêm nước sôi chứ ở dưới gặp anh Mập thêm nước dừa rồi. Phụ mất liễu quậy rau câu qua cả nhà. Thí dụ với đổ rau câu mà không có anh là thấy gì chứ không xong đâu. Nhưng mà để em chim cái này nó là... Anh nó làm mới mau rồi, mà làm chất lượng nữa. Đây, ngon đây. Ngon phải không? Cái này bữa nay mình sẽ đổ xì tin. Hai rồi, xì tin nè. Cho chị Tiên vô đây là mình tạo cái màu cho nó tươi á. Rồi đây thì mình sẽ cho đây là nước cốt dừa với sữa bò này, mình tạo cái màu trắng mình nhiều đi béo rồi thôi với Thảo Nguyên qua đỡ nè con. Sao Út Liễu không mua gì ngon? Xuất ra đi cho mấy đứa cháu vô. Út Liễu không mua lau bọt cụm gì vậy? Thích bọt cụm hả? Lỡ mà đổ không được rồi uống. Đổ đi. Đổ xin nó rồi thả đổ màu cà phê. Con cứ theo đằng dài theo mẹ vậy đó. Mình tối nay mình đổ rồi cái là mốt là mình đãi luôn cô chú anh chị. Làm cái gì trước được mình làm. Đổ để không thì mình để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh á, mình ăn tới chừng nào cũng được. Để đó cái tối đó lạnh cái mình đem ra cắt mình đãi luôn à, khỏi dằn nước đá. Mà cháo này ngọt dữ lắm á. Múc cho nó đổ để cho nó đều lên. Cháo này mà ăn rồi về ngủ giác tới sáng luôn. Nó ngon á, rồi nó ngủ nó ngon, ăn thấy thì nó hấp nhiệt cho sáng rồi lại coi cái cây quất có còn chưa cũng cháy. Bậy sáng chưa sao? Mình đổ cái này là mình đổ sơn thủy nha cả nhà. Mình đổ vậy đó chứ nữa mình cắt ra cái nó có gân đẹp. Đổ ra cái dừa đó chứ thôi. Đổ nó cốt ra cái dừa. Mình đổ nó cốt có nó cốt dừa nó mới béo. Chứ sữa bò không cũng không béo. Khi mà phải có sữa bò vô nó mới cầm. Thôi là nó bị lỏng thành nước. Quá trẻ anh chưa tèo nó liêm ra. Nó liêm ra dừa.
Sơn thủy hai màu trắng đen gì nè đẹp. Ở quê Nam thì thường đám cưới rồi đám giỗ hay đổ cô chú chị đổ rau câu đổ mình đẹp. Hồi xưa thì làm bánh đúng không? Bánh cục linh. Cái này mình không có đổ cái giọt của nó nhiều được nha cả nhà, mình đổ ít 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 vậy nè, còn mình kéo cái sợi đó cho nó dài á nó mới đẹp. Mình đổ qua cái đủ á. Đây mình cũng đổ được một sừng rồi nè. Nập bứng này giùm em mà bơi. Bứng này đi em vớt cá. Đâu ngồi đây sẵn nó vậy trời. Trên tay giờ. Trời dạ, quay. Thấy mấy cá nè. Ngồi đâu sẵn là từ chịu. Nói hôm ấy bữa nay mưa quá nghỉ bữa đi chơi. Đâu chịu. Vô ống điện xuống rồi nói là có mấy cái dữ lắm rồi đồ mão đưa mão mưa đi không cha cha thì nói chung nghỉ thì cũng được, nói chung ra thì nghỉ thì 7:30 ngày mơi hương hương mạ non không có đăng lên cả nhà xem cũng buồn bởi vì cũng bận áo mưa lên đang lên quay hương mạ non cho cả nhà xem cá làm cá ăn hoài. Cá thì ngày nào cũng ăn chứ mà sợ cả nhà không có coi cả nhà không nhớ không chí được cái gì. Nói chung là cũng Nam cũng cố gắng quay lại những cái cảnh sinh hoạt hàng ngày cũng như là cái thước phim ở quê. Cô chú anh chị nghe có nghe cái tiếng ảnh ương nó kêu không? Kêu thấy não nghề. Cô chú ở đây thì có nghe nhưng mà cô chú ở nước ngoài thì không có nghe được tiếng con này vậy đó. Nhất là bữa nào chiều nào mà có mưa á kêu dữ dội luôn. Trời, cái con này nó kêu đỡ, cái con ảnh hương nó kêu còn dữ. Con ảnh hương nó kêu nó muốn khóc luôn. Dậy quá. Mình đây mình nghe chứ mấy cô chú ở chợ rồi đó, ở trung tâm rồi đó, không có đâu. Tiếng này nó nghe đâu. Tại vì ở đây nó có cỏ, nó có mương. Mới có cái con ở đó nó ở, nhấp nhi, nhé bầu. Cái này bé trẻ đi chơi dữ như trời. Nghe thấy não nè kêu thấy là mưa xuống cái mấy nhảy ương kêu nữa trời ở dưới này dưới này là mưa này treo mà được giờ đi vô ngủ cái là nó ngon lành ha. Tính ra mình cũng lâu đó hả chàng, cũng là không nấu cho cá cá này á. Đâu rồi? Đâu rồi, dễ cá rồi cả nhà. Hết sảy luôn. Lên khói luôn ha. Cá này ăn cháo thì đúng luôn rồi. Đúng luôn. Trời mưa. Trời mưa ăn cháo. Trời mưa bong bóng bập bùng. Mẹ đi lấy chồng Nam ở với ai? Cha đi kiếm vợ hả? Cha đi đâu? Mẹ đi lấy chồng thì cha đi kiếm vợ. Cha đi kiếm đi. Kiếm đi. Con nói thử con mẹ đi lấy chồng rồi Nam ở trong nào bà nội mẹ đi kiếm. Ủa cha đi kiếm mẹ. Cha đi chồng cha đi kiếm đi. Cha đi kiếm đi. Được nấu chứ. Gì cũng vừa hết mà không đặc mà không lỏng nha. Dư được ha. Được. Cho miếng gốc hành. Nấu mà cá lóc nhiều mà thêm núm nữa vô một cái nữa ngọt hết sảy luôn. Cỡ phi thơm. Trời
cho thêm miếng nó ít nữa. Ít. Nam nó khoái ăn bỏ phi. Tiêu cho nhiều nhiều một chút anh. Ngày mưa này mình ăn tiêu nhiều nhiều cho nó ấm. Rồi. Quá đã bác Nam ơi. À, mưa này mà ăn này cái. Đúng chắc bác Nam dai rồi. Cái bữa đó là nấu cháo. Mấy nhỏ như vậy ở nhà ta ăn hoài. Giờ là cũng trễ rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ Nam mời quý cô chú anh chị cũng như các bạn dùng chung cháo với gia đình của Út Cường nha. Rồi mời cả nhà ăn cháo luôn. Hôm nay bà bác thì lúc chiều có ăn miếng cơm rồi nên là bà bác dừng chân tại đây. Bà bác tối rồi bác ăn. Thắng Nguyên với Thắng Nguyên còn tốt nhiều cũng ăn cơm giỏi cho mà không có nào chịu ăn. Nhưng mà cả nhà mình ăn cháo với gia đình Hương Mạ Non nha. Rồi mời cả nhà ăn cháo. Rồi gia đình mình ăn tự nhiên đi. Rồi mình mời cả nhà ăn cháo đi nha. Ăn cháo với nhóm. Hôm nay thì chỗ Nam thì cũng có trận mưa lớn rồi, sáng giờ thì cũng bận dựng tược dựng đồng nên là hôm nay quay tối quay trễ một tí để tí xíu Nam về là ngày mai 7:30 sáng mai có clip cho cô chú chị xem. Rồi sẵn tiện sáng mai Nam cũng sẽ quay đám giỗ nhà của Út Liệt Út Cường rồi xong là chiều đăng lại cho cô chú chị xem. Thì sẵn clip hôm nay thì Hương cũng giải đáp một cái thắc mắc của nước ăn hai chị gì đó. Khi giới thiệu từng thành viên trong nhóm thì Hương giới thiệu thì Nam á là con của Hương với anh Mập, còn Thảo Nguyên là con của Út Cường với Út Liễu. Út Liễu với Út Cường đó là em của Hương, Út Liễu là em của Hương nha cả nhà. Thì bắt Nam là bắt xuôi thì cũng có cô chú anh chị khán giả mới xem á thì chưa gần cho nên là có thắc mắc mình hỏi hoài sao không trả lời. Thì hôm nay Hương cũng đã giải đáp cho cô chú anh chị mới xem clip nha. Biết anh chị gì đó hỏi anh Mập tên gì, Mập chứ biết tên em Mập. Ở trong làm viên là ai là cũng biết tên hết rồi, còn biết tên Mập á. Tên gì nãy tên Mập tên Sumo. Mô to gì đó. Mê to. Mê to là gì? Tiếng Anh không biết tên gì. Cái thấy bự. Con cá thì kho là con. Dạ. Ở bên đây có. Cô ba gắp cho con. Để lên nha. Dạ. Cũng lại con. Kho cũng là thành viên của nhóm Hương Cù Lao rồi, mới ban đầu mới thành lập kênh đó cả nhà. Do là lúc đó kênh không có phát triển cho nên là nhóm định dừng chân lại cho nên là cho Kho về đi làm công việc khác á. Kho là cháu của Út Cường, con của người thứ tư á. Tới đó thì làm công ty suốt luôn cả nhà, bởi vì ít có tham gia với nhóm. Rồi do hôm lễ tới nay thì bé được nghỉ 4-5 ngày rồi đó. Mong nói là ngày mai 21 gì đó cũng đi làm lại rồi. Hôm mai đám giỗ nghỉ đi con. Giỗ nghỉ nữa rồi. Mở lắm. Con đó nó kêu ngon bất năm. Kêu đi lên đây mà ăn cơm có bất năm rồi thấy cũng ấm cúng cũng vui cả nhà. Ở dưới thì có mẹ có Hương, ba có Hương thì không còn nữa. Cho nên là lên đây có bất năm đó cũng vui. Chị Hai không có ngoại lên trên lên cái bác Năm gái hơi buồn. Bác muốn ăn cháo. Tại như không có chuyện xui. Không phải phải có bà ngoại lên trên là bác Năm gái cũng vô ngồi đó. Ăn không ăn nhiều thì ăn ít. Chiều nay mưa quá mưa rồi. Thưa chú anh chị nghe nó kêu. Nam đứng quay mà nó gần tay hết.
như con. Mấy con này kêu bằng đảo nha. Mấy con ảnh hương á. Ảnh hương kêu dữ nữa. Có nghe con ảnh hương kêu nghe thì sợ nhưng mà không có buồn. Nghe không có buồn mà mấy con mất nha. Mà kêu con kêu lớn luôn. Nghe sợ. Dứt đảo mà ruộng mà các cái trời mà ảo ngoại á. Ở đây kêu một chứ không phải kêu mười. Đó, kêu mười nó buồn, nó gửi nhớ nhà nha. Hồi đó con năm mới ra riêng, nó ra chỗ này luôn. Ở đây rồi hồi con năm ra riêng về cố định luôn tới giờ luôn. Hồi năm ra là coi ở đây không có nhà ai hết trơn á. Nó ra hai chồng cắt cái trời ở nó trống lỏng mà không có cái cây cối gì hết trơn á. Mày đồng ruộng mà. Mình đêm với hai chồng ngồi với con ơi rồi rất nhanh nó kêu thôi. Rớt mắt rồi. Rớt mắt ngồi buồn. Mấy giờ gì? Sao ừ. Đó rồi cái mà bắt năm gái con á. Thấy thấy buồn quá trời vậy cái bắt năm gái nha ông ơi bây giờ thấy mình kiếm chỗ khác mình ở. Vừa ở trong ở. Dạ. Thì hồi đó bắt năm kể lại cho mấy con nha. Bà ngoại vợ của bắt năm á mới cho cái đình nhà. Thì bây giờ nếu tụi mày vừa chẳng rồi cắt cho mày cái nền nhà chỗ tập với hai chọn đó nhà hai chọn cắt bây giờ là cái nền nhà Bắc Năm hồi xưa cho Bắc Năm đó. Cái Bắc Năm suy nghĩ cũng hồi nhỏ nhỏ Bắc Năm cũng suy nghĩ tới lắm còn nói bây giờ âm này bây giờ nếu mà cho mình nền nhà cẩm gì đó mà nếu bây giờ tôi với âm về cẩm được mà bỏ giờ ở gần cha gần mẹ gần bà đó tôi với âm không được. Nếu giờ lộn ra rồi tôi có nắng nhiều khi mà tôi có chuyện thề phải là nó gây rối gì lắm ảnh hưởng gì lắm không nếu mà ông thương tôi đỡ đại đây đi bắt đầu cái bắt năm nói con năm gái ha con năm gái chịu lòng mới chịu lòng con năm trai thiệt ở gần ví dụ như bây giờ bắt năm trai con năm gái gây lộn đi mà ở chổng ông người vợ hay ông ra được tới đây thì ông hết giận rồi nói chung là ông hết rồi cái đường ra được tới đây hết giận rồi rồi sẵn mà kế mời nó mà con nổ lên cơ bên từ từ cũng quen mất năm ừ. Dạ. Nói nhiều khi mà vợ chồng mình không về lộn sao nói vậy lúc con với Mập mới lập kênh đó ở bên đây nè rồi con với Mập ở cái chòi ở trên cái miếng đất gì đó trời ơi cũng buồn cũng hơi thảm luôn cũng phải ghét dạ đó là mấy viết thì ốc cửa cơm buồn ba đó đi nặng rồi nữa là ba anh em trai không rồi biết ba ông là mấy ông ổng lo được không thêm xanh lưng ra thêm trai cái nữa lúc trong có anh Cường thì vui rồi nhà đông rồi dạ với bạn bè của nó đi học nó dắt về dữ lắm nó dắt về ở cỡ nó Rồi tới cái thằng bây giờ mầm ra mình rồi cái mắm nó mắm ra rồi Bánh giờ mới rồi. Khi nó về nó còn phải làm liếp nữa cả nhà. Tại vì làm liếp sáng mai 7 giờ rưỡi đăng á. Công chuyện của nó. Công việc của nó đi quay gì cũng để dồn ở nhà nữa. Về phải giải quyết công việc nữa.